Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp theo sẽ là một gương mặt vô cùng điển trai với một bản tình ca hết sức đáng yêu. Liệu ca khúc của anh sẽ truyền tải thông điệp gì? Chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phúc. Hôm nay mình 23 tuổi, mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của mình đang là nhân viên văn phòng. Trước giờ thì mẹ chưa bao giờ thực sự tin tưởng và ủng hộ con đường ca hát nghệ thuật của Phúc. Qua cuộc thi này, Phúc muốn là mẹ lần đầu tiên thấy được Phúc có khả năng và Phúc có thể làm được. Và Phúc muốn đi trên con đường mà Phúc chọn. Một ngày em sẽ chẳng còn như lúc xưa. Một ngày em sẽ chẳng nghề như lúc đôi mươi đường cong. Người si người mê sẽ không còn đâu lời khen lời chê. Một ngày anh sẽ còn người khi bước đi. Một ngày anh sẽ chẳng nhớ nổi những điều anh vừa nói. Một ngày chúng ta sẽ già. Giờ đây anh ở đây, bàn tay em cầm lấy, đặt lên môi nụ hôn. Người ơi, mong em nhận thấy một ngày khi ta già nua thì vẫn có anh ở bên em. Này người ơi, em đừng đắn đo chi, hãy đến bên anh. Mọi khó khăn kia như là áng mây bay đi qua xa cuối trời khi chúng ta già đi. Này người ơi, em đừng đắn chờ say yêu thương. Mọi thứ em lo bây giờ để anh lo cho đến khi cuối đời, khi chúng ta già đi. Vì mai chúng ta sẽ